Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên các mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok đã xuất hiện không ít kênh thông tin hình ảnh video clip gắn mác dành cho trẻ em có nội dung phản cảm, bạo lực, tác động tiêu cực tới trẻ. Vì vậy, việc kiểm soát định hướng khi trẻ sử dụng các thiết bị thông minh cũng như tiếp cận thông tin trên mạng xã hội là rất cần thiết đối với mỗi gia đình và cộng đồng. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Các kênh trên mạng xã hội có gắn mác trẻ em ngày càng nhiều. Tuy nhiên, nhiều kênh lại mang nội dung không an toàn và phù hợp, ồn ào nhất phải kể đến kênh YouTube Thơ Nguyễn. Một trong những kênh dành cho trẻ em số lượt theo dõi lớn với 8,74 triệu lượt người theo dõi. Một số video trên kênh này đã bị người xem chỉ trích gay gắt vì nội dung phản cảm, hướng dẫn những trò chơi rất nguy hiểm với các tiêu đề như làm bùn tắm thạch, thử nghiệm đun lon nước ngọt, cho đá khô vào chai nước kín để xem hiện tượng phát nổ. Mới nhất, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã gây ra tâm lý tiêu cực sai lệch nhận thức của trẻ nhỏ khi đăng tải video dùng búp bê cầu vía học giỏi. Bà ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này, ngày mai là các anh chị đi học rồi đấy, giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được, con lắc ngang, không cầu được, lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Do chứa nội dung mê tín dị đoan không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, sau khi đăng tải video, nữ chủ nhân kênh YouTube sinh năm 1992 đã phải nhận bài học thích đáng đông đảo người tẩy chay. Em cũng xem cái clip cu ma thông của chị Thương Nguyễn. Em thấy cái clip đấy không phù hợp cho trẻ em lắm. Thế nhưng nó cũng khá thu hút đấy. Tại vì cái lượng kênh của Thương Nguyễn là đa số là trẻ em nên người lớn cũng không quản lý hết được ấy. Em thấy cũng một phần mê tín trong người ấy, tại vì học là cả một quá trình nên cũng không thể tin được vào mấy cái đấy được. Đấy. Các bạn không nên bắt chước và làm theo, tự lực ạ. Mạng xã hội có nhiều sức hút dễ khiến trẻ em xa rời việc học tập, vui chơi, thậm chí là thiếu các mối quan hệ gắn kết với gia đình. Những cảnh báo hay những bài học đắt giá do sử dụng mạng xã hội không kiểm soát đã được đưa ra. Tuy nhiên, trẻ em nhất là lứa tuổi dậy thì thường sẽ bị dụ dỗ học và làm theo qua mạng xã hội do thiếu kỹ năng sống, thiếu hiểu biết, thích trào lưu. Bên cạnh là sự thờ ơ, buông lỏng việc quản lý cũng như thiếu quan tâm của gia đình khiến trẻ chỉ dành trí não cho các trang mạng. Em hay xem những cái video của các chị Thông Nguyễn, như là chị Thông Nguyễn và chị Bí Đỏ. Nên là em muốn cũng muốn làm giống như mấy chị đấy. Em xem những cái video đấy cũng khá là thoải mái. Bố mẹ không quản lý em nhiều nên em hay xem những cái đấy. Là phụ huynh của các cháu đang trong độ tuổi hình thành nhân cách ấy, bản thân tôi thì tôi luôn hướng cho các con là theo những cái chương trình, ví dụ ngoài những cái học tập ra thì tôi luôn hướng cho các con là theo những cái môn thể thao, vui chơi lành mạnh. Và những theo cái thời đại 4.0 này thì tôi định hướng cho các con là theo vào những cái kênh trang mạng để giải trí học tập. Tại vì bây giờ là cha mẹ thì tôi chỉ định hướng như thế, nhưng mà nhiều khi ở kênh trang mạng mình không thể quản lý được hết, nên là đề nghị các cơ quan chức năng là mình phải cần phải xem xét và sàng lọc những cái kênh thông tin đưa lên để cho giới trẻ học hỏi những cái điều lành mạnh và bổ ích. Để ngăn chặn những nội dung độc hại cũng như hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em, bên cạnh tăng cường rà soát, kiểm soát thắt chặt, kiểm duyệt các nội dung phản cảm, bạo lực trái với thuần phong mỹ tục, các phụ huynh có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật như cài đặt các phần mềm cảnh báo thời gian truy cập, chặn các trang có nội dung độc hại, chia sẻ trao đổi với con trẻ để hướng đến những thông tin, nội dung lành mạnh tích cực, đồng hành cùng con em mình khi đọc, xem các video trên mạng. Đồng thời hạn chế cho trẻ tiếp xúc với công nghệ, thời gian truy cập Internet bằng cách hướng trẻ đến những hoạt động vận động ngoài trời, tăng cường cho con em tham gia các chương trình ngoại khóa, hoạt động vì cộng đồng, các công việc sinh hoạt trong gia đình. Từ đó trẻ được phát triển với nhận thức đúng đắn khi sử dụng mạng Internet và sống trong môi trường lành mạnh.